Tôi mong muốn gửi lời tri ân sâu sắc đến tất cả khách hàng đã tin tưởng và đồng hành cùng hệ thống xe máy Hoàng Cầu. Vừa qua, tại Yamaha Town Hoàng Cầu, Bình Dương đã diễn ra buổi lễ bốc thăm trúng thưởng hoành tráng với tổng giá trị giải thưởng lên tới 200 triệu đồng với nhiều giải thưởng giá trị. Phương châm kinh doanh của hệ thống xe máy Hoàng Cầu của chúng tôi thì luôn luôn lấy chữ tâm làm gốc và lấy khách hàng làm trọng tâm, luôn luôn đem lại cho khách hàng những cái dịch vụ tối ưu nhất, những cái niềm tin lớn nhất. Với hơn 15 năm kinh nghiệm và 11 chi nhánh trải đều trên các thành phố Thủ Đức và các thành phố, thị xã của Bình Dương, hệ thống xe máy Hoàng Cầu chuyên phân phối cấp xỉ lẻ, hỗ trợ bán trả góp và làm biển số trên toàn quốc các dòng sản phẩm xe máy trong nước, nhập khẩu xe 50 phân khối của các thương hiệu nổi tiếng như Honda, Yamaha, Kymco, Suzuki, SYM. Tự hào luôn mang đến cho khách hàng trải nghiệm sản phẩm, dịch vụ chất lượng.